cái nguyên thần sẽ có những nguyên tắc như thế nào, có nguyên tắc hết. Thứ nhất là mình sẽ áp dụng nguyên tắc ba hình chiếu. Nguyên tắc ba hình chiếu ở đây là gì? Là hình chiếu, tức là ví dụ như chúng ta nhìn một sản phẩm nào đó trong trường hợp, tức là nói về trường hợp chúng ta có một cái mẫu mà chúng ta vẽ lại, thì chúng ta vừa áp dụng nguyên tắc ba hình chiếu này, tức là hình chiếu ba cái hình chiếu hình trước mình tới mình thấy cái gì mình cứ vẽ ra đi dọn bó ra vẽ bằng 2D hết, không bên trái thấy hình gì vẽ ra, bên phải thấy hình gì vẽ ra. Rồi thứ hai áp dụng phương pháp mặt cắt. Phương pháp mặt cắt là gì? Cái còn nhiều ít thôi. Tại vì thường thường lâu nay mọi người hay sử dụng là mặt cắt là mình có bản vẽ 2D đúng không? Xong mình tập bản vẽ mình vẽ lên. Thì nó đơn giản lắm. Bản vẽ có sẵn là mình tập bản vẽ tốt là mình sẽ vẽ sản phẩm tốt. Nhưng mà khi mình thiết kế là không có bản vẽ đấy đâu. Là mình sẽ lúc mình sẽ áp dụng những phương pháp là phương pháp mặt cắt và sử dụng các công cụ 2D. Cái công cụ 2D ở đây là những đoạn thẳng, những vuông tròn, nói chung là những cái công cụ 2D, những công cụ sketch trong các phần mềm.